Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Trước mắt các con, đó chính là hình ảnh minh họa cho bài tập đọc ngày hôm nay. Đây là công và đây là chim cuốc. Công và cuốc ở bờ ao để làm gì vậy? Để tìm hiểu điều đó, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay. Bài đọc có tên Con công lẩn thẩn. Lắng nghe cô đọc nội dung của bài nào. Con công lẩn thẩn. Công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm, công ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhận ra trong hồ có một con công khác. Nó bèn xà xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngụp lặn tìm, nó ướt nhẹp, run cầm cập. Chim cuốc nhìn công, gật gù, đẹp mà chẳng có khôn. Các con hãy tìm cho cô các tiếng có chứa vần uông và vần uốc trong bài đọc này. Rất tốt! Các tiếng có chứa vần uông và vần uốc trong bài đọc này là sờ uông xuông sắc xuống. Trong tiếng xuống có chứa vần uông và trong bài đọc này có hai tiếng xuống. Cờ uốc cuốc sắc cuốc. Trong tiếng cuốc có chứa vần uốc. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với phần luyện đọc. Để đọc tốt bài đọc này, cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc một số từ khó và một số từ khó như sau. Nhờ ất nhất sắc nhất, chờ ân chân huyền trần, di an gian, nhất trần gian. Ươn ngã ưỡn, ngờ ức ngức nặng ngực, ưỡn ngực. Sờ a sa huyền xà, sờ uông xuông sắc xuống, xà xuống. Bờ yên biên sắc biến, mờ ất mất sắc mất, biến mất. Ngờ úp ngúp nặng ngụp, lờ ăn lăn nặng lặn, ngụp lặn. Ướt sắc ướt, nhờ ép nhép nặng nhẹp, ướt nhẹp. Cờ âm câm huyền cầm, cờ ấp cấp nặng cập, cầm cập. Chờ im chim, cờ uốc cuốc sắc cuốc, chim cuốc. Đọc lại cùng với cô nào. Nhất trần gian, ưỡn ngực, xà xuống, biến mất, ngụp lặn, ướt nhẹp, cầm cập, chim cuốc. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau luyện đọc một số từ khó có trong bài tập đọc Con công lẩn thẩn. Dựa vào hướng dẫn của cô, các con hãy luyện đọc thật nhiều để có thể đọc thật tốt bài đọc này nhé. Và bây giờ, cô cho mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài tập đọc này qua phần tìm hiểu bài. Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên của cô là: khi đứng bên hồ, công nhận ra cái gì? Chính xác! Công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm, công ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhận ra trong hồ có một con công khác đấy. Khi nhận ra có con công khác trong hồ, nó đã làm gì? Rất tốt! Khi công soi mình xuống dưới hồ, nó bỗng nhận ra trong hồ có một con công khác và nó bèn xà xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xà xuống, con công kia đã biến mất. Công ngụp lặn tìm, nó ướt nhẹp, run cầm cập. Vậy theo các con công trong hồ là gì? Chính xác! Con công trong hồ chính là cái bóng của con công bên bờ phải không nào? Khi chúng ta soi mình xuống dưới dòng nước, thì cái bóng của chúng ta sẽ hiện ở trên đó. Và khi chúng ta dẫm chân lên mặt nước, thì cái bóng của chúng ta sẽ biến mất. Các con thân mến, trong tiết học vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài tập đọc Còn công lẩn thẩn, công tuy rất đẹp nhưng chẳng có khôn phải không nào? Đó chính là lời nói của chim quốc dành cho công đấy. Và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt các con nhé!